Trở lại phần tin tức của đài truyền hình SBTN, mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam nhờ Ấn Độ để thoát khỏi Trung Cộng. Kim Nhung sẽ trình bày chi tiết như sau. Thưa quý vị, theo bản tin của AFI, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ viếng thăm chính thức Ấn Độ cuối tháng này. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến thành phố Bodh Gaya ngày 28 tháng 10 và ngày hôm sau sẽ đến thủ đô New Delhi để mở các cuộc hội đàm chính thức với lãnh đạo Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, do Tổng thống Pranab Mukherjee chuyển đến nhân chuyến viếng thăm cấp chính phủ của ông kéo dài 4 ngày ở Việt Nam vào tháng 9. Trước đây thì quan hệ New Delhi và Hà Nội tập trung nhiều vào lĩnh vực quốc phòng, thì chuyến đi vào cuối tháng này của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đặt trọng tâm vào nền kinh tế. Theo tờ The New Indian Express, trích dẫn cho biết, Hà Nội đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu của Trung Cộng. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam muốn nhập thêm vải và sợi polyester từ Ấn Độ. Hiện giờ, phần lớn nguyên liệu thô cho ngành dệt may của Việt Nam là nhập từ Trung Cộng, mà đây lại là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực đối với Việt Nam. Trong năm 2013, thì Việt Nam nhập siêu 19 tỷ 600 triệu Mỹ Kim với Trung Cộng trong 10 tháng đầu năm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức nhập siêu lớn đã gây ra sức ép rất nặng đối với nền kinh tế Việt Nam vì nó khiến cho Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Trung Cộng. Một nền kinh tế nhập siêu nặng như vậy thì phải chịu nhiều hậu quả. Một là mất ngoại tệ, hai là mất thị trường ở trong nước và ba là công nhân ở trong nước mất công ăn việc làm. Gia tăng mậu dịch với Ấn Độ cũng sẽ là cách để Việt Nam giảm bớt thâm hụt thương mại với Trung Cộng, vẫn gia tăng liên tục và hiện ở mức rất cao. Ấn Độ là nơi môi trường rất tốt đối với công chức Việt Nam tới học tập, nghiên cứu và đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị. Riêng về hợp tác quốc phòng song phương đã được tăng cường và phát triển, Ấn Độ rất sẵn lòng giúp Việt Nam đào tạo các sĩ quan hải quân, không quân và lục quân. Cuộc chiến ngăn chặn vào Việt Nam rửa tiền. Thưa quý vị, tội phạm rửa tiền tài trợ khủng bố đang là vấn đề toan tính toàn cầu. Mỗi năm tội phạm tiến hành rửa tiền từ 1.000 cho đến 1.500 tỷ Mỹ Kim trên toàn thế giới, gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu. Việt Nam đang là một trong những quốc gia trong tầm ngắm của hoạt động rửa tiền quốc tế và trong nước. Rửa tiền có thể tàn phá nền kinh tế của một quốc gia. Nếu như việc rửa tiền thành công thì tội phạm làm sinh lợi từ số tài sản phạm tội mà có, trở thành nơi ẩn náu an toàn cho số tài sản có nguồn gốc phi pháp không minh bạch, làm gia tăng nhiều tội phạm khác và nạn tham nhũng. Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế, do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt cùng với hoạt động thương mại. Thủ đoạn thường tiến hành là luồn tiền dơ về Việt Nam để hợp pháp hóa, chuyển sang tiền sạch, và đồng thời một bộ phận tội phạm trong nước đã sử dụng số tiền này lừa đảo tham nhũng, mua bán ma túy, rửa bằng cách mua bất động sản, chuyển cho người thân, đầu tư vào các dự án hợp đồng kinh tế ma. Việc rửa tiền không chỉ được tiến hành qua ngân hàng, mà qua rất nhiều hình thức như là chứng khoán, bất động sản, đánh bạc ở casino. Trên thực tế thì các chiêu thức rửa tiền ngày càng tinh vi và khó phát hiện, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao như thẻ tín dụng. Ở Việt Nam, người dân sử dụng tiền mặt là chủ yếu nên khó bị phát hiện. Đối với các nước tiên tiến ở trên thế giới, thì mọi giao dịch đều thông qua tài khoản tại các ngân hàng nên dễ bị phát hiện khi phát sinh một khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Muốn để hợp thức hóa nguồn tiền trên, thì các con buôn sẽ dùng vỏ bọ là các công ty và không quan tâm đến việc kinh doanh có lợi nhuận hay không. Nếu như công ty kinh doanh lỗ thì việc rửa tiền càng dễ thực hiện thông qua hình thức khai báo lợi nhuận giả. Ở Việt Nam, khi gửi tiền vào ngân hàng, các tổ chức và cá nhân không cần phải chứng minh nguồn tiền có được, mà thậm chí cạnh tranh lãi suất để thu hút nguồn tiền. Quy mô rộng lớn và tinh vi của nạn buôn lậu xăng dầu trên biển, thưa quý vị. Hàng loạt vụ buôn lậu xăng dầu được phát hiện thời gian qua không khỏi khiến cho dư luận choáng váng bởi quy mô khổng lồ và thủ đoạn tinh vi. Nhiều chuyên gia đã cho hay lợi nhuận từ buôn lậu xăng dầu chẳng khác ma túy, nên các con buôn đã tung hàng trăm kế tinh vi qua mặt cơ quan chức năng. Theo nhận định của các chuyên gia, trước đây buôn lậu xăng dầu 100% là vận chuyển lậu từ trong nước sang các nước khác do giá xăng dầu ở Việt Nam thấp hơn. Và gần đây bắt đầu có xu hướng ngược lại, các đối tượng buôn lậu đưa ngược xăng dầu trở lại qua Việt Nam chủ yếu bằng đường biển. Các đối tượng buôn lậu thường sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi như các chủ đầu nậu thường không trực tiếp thực hiện hành vi buôn lậu mà chỉ gián tiếp thông qua thuyền trưởng, người áp tải hàng hoặc là công ty trung gian, tiến hành mua xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ở vùng biển
giáp ranh, rồi tự lợi dụng đêm tối chuyển tài lên các tàu nhỏ vào bờ, hay là chuẩn bị các bộ hồ sơ để hợp thức hóa, đối phó với các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, tình trạng buôn lậu xăng dầu bùng phát như vậy và diễn ra trên diện rộng là do giá dầu xăng và diesel trong nước đã quá cao so với giá dầu diesel ở các nước xung quanh, dẫn đến hành vi nhập lậu ngược trở lại Việt Nam để kiếm lời. Và tại tỉnh Kiên Giang, tình hình buôn lậu xăng dầu đang diễn biến hết sức phức tạp, và đặc biệt là khu vực ở trên biển. Hoạt động của những đối tượng buôn lậu có tổ chức, kết nối thành đường dây khá chặt chẽ theo từng mắt xích, bao gồm cả đối tượng trong và ngoài nước. Hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ đều mua dầu lậu, bởi họ vừa tiết kiệm được chi phí, lại có thể tăng được thời gian đi chuyến đi biển. Tin tiếp theo cho biết là phố cổ Hội An đang dần dần trôi ra biển trước nguy cơ của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong khi đó thì kinh phí đầu tư nhỏ giọt hàng năm không đủ để chống lại nạn sạt lở càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa trên những cơ sở trên thì các lãnh đạo thành phố Hội An khẳng định 1/3 diện tích của phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ bị cuốn trôi ra biển và đổ sập xuống sông. Hơn một tháng qua, đoạn bờ biển dài hơn 300 mét từ khu vực bãi tắm công cộng Cửa Đại xuống đến khu nghỉ dưỡng Victoria bị sóng biển cày nát. Hàng dừa ven biển bị sóng đánh bật gốc, nằm ngổn ngang, các cột điện cũng trơ để do nước biển xâm thực. Và trước đây khu vực này có rừng dương bao bọc, nay bị từng đợt sóng cao hàng mét cuốn phăng ra biển. Bức tường chắn sóng cho các khu nghỉ dưỡng Victoria Beach Resort Hội An, đồng thời là vành đai bảo vệ tuyến đường Âu Cơ bị khoét sâu thành những hàm ếch, uy hiếp tính mạng của hàng trăm nhà dân ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Bờ biển Cửa Đại dài 3 km nhưng không có nơi nào còn nguyên vẹn, có đoạn bị xâm thực sâu vào đất liền hơn 40 mét. Để bảo vệ đoạn bờ biển Cửa Đại thì tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 2 triệu Mỹ Kim xây dựng tuyến kè biển. Nhưng sau 2 mùa bão thì khu vực này tiếp tục bị sạt lở nặng. Thế nhưng thi công vào thời điểm sóng to gió lớn như hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị thi công phải sử dụng phương pháp bằng cách dùng bao địa kỹ thuật bơm đầy cát, trọng lượng 1.6 tấn kê liền nhau tạo thành bức tường chắn sóng, và đồng thời đóng cọc thép sát mép nước để bảo vệ bờ bao bên trong. Theo lời của ông Lê Đình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Toàn cầu, đơn vị thi công kè biển Cửa Đại, đây chỉ là giải pháp tạm thời chống xâm thực trong mùa mưa bão. Tiếp theo đây là phần phóng sự từ Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, Hà Nội bắn pháo hoa vui chơi khi dân oan tràn ngập mọi con đường. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, ngay trong khi chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 60 năm giải phóng Hà Nội, thời kháng chiến chống Pháp, cũng là lúc mà dân oan khắp ba miền Bắc, Trung và Nam đồng lòng đồng loạt kéo vào trung tâm Hà Nội biểu tình đòi ruộng đất, đòi lại tài sản đã bị chính quyền địa phương các cấp cướp đoạt. Tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 46 Tràng Thi, Hà Nội, hàng trăm bà con dân oan Văn Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh đem theo biểu ngữ, khẩu hiệu rợp cả một góc trời. Lý do của cuộc biểu tình này cũng nhằm phản đối việc chính quyền Cộng sản Việt Nam tiêu xài hàng chục tỷ đồng vô lý khi dân nghèo chưa đủ cơm ăn, cũng như là chỉ lo ăn chơi khi vấn nạn tham nhũng, dân oan đất đai còn khắp nơi. Được biết, cuộc bắn pháo hoa cho lễ lạc này của Hà Nội được tổ chức ở 29 điểm, đã khiến cho nhiều người dân Việt Nam trước đó bất bình vì việc không thiết thực và vô tâm với tình hình đất nước. Liên quan đến sự kiện này, ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều hoạt động gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu dừng việc bắn pháo hoa vào ngày 10 tháng 10 bởi vì họ cho rằng đó là một sự lãng phí lớn về ngân sách và chỉ là cơ hội để chia chác tham nhũng tiền lễ lạc. Người khởi xướng ra thư kiến nghị này là bà Đào Thu Huệ, sống ở Hà Nội, là một giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông điệp của thư kiến nghị do bà Huệ có viết rằng: "Chúng tôi làm đơn kiến nghị bởi vì hiện nay đất nước có quá nhiều khó khăn, nợ công rất là cao, đời sống nhân dân rất nhiều nơi còn khờ nghèo đói và trẻ em không đủ ăn, có nhiều nơi bị ngăn trở so với bên ngoài do thiếu đường giao thông, thiếu các cây cầu. Tại các bệnh viện thì bệnh nhân nằm 5-6 người trên một giường do thiếu giường nằm. Cơ sở hạ tầng của Hà Nội chưa được tốt và thậm chí có quá nhiều bất cập. Thành tích 60 năm sau khi nhà cầm quyền tiếp quản thủ đô, điều hành và phát triển thủ đô, thì tôi nghĩ không đáng để tự hào đến mức phải bắn 30 điểm, bắn pháo hoa trong bối cảnh đất nước như hiện nay. Chính vì thế tôi đã phản đối điều này." Trang web change.org là một diễn đàn cho phép bất kỳ người nào ở bất cứ ở nơi đâu cũng có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên mạng. Và cho biết chiến dịch dừng việc bắn pháo hoa dịp ngày 10 tháng 10 năm nay đã có gồm là 1.000 chữ ký.
Tuy vậy, những người lãnh đạo Hà Nội đã khẳng định họ không dừng việc bắn pháo hoa như một cách thách thức dư luận. Chính vì vậy mà hàng trăm dân oan đã đổ về ngay ngày 10 tháng 10 cùng biểu tình và tố cáo như một lời đáp trả với chính quyền. Và bản tin khác liên quan đến tiền khai thác khoáng sản không đủ nuôi các quan thanh tra. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10, tại hội thảo tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản, giải pháp nào cho Việt Nam? Được Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội và Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam tổ chức đã đặt ra vấn đề hết sức nghịch lý về tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan, đào bới bừa bãi ở Việt Nam. Theo báo Lao động, tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất khoáng sản quan ngại cho biết có tỉnh cấp hơn 200 giấy phép nhưng thu thuế chỉ được 4 tỷ đồng, khoảng 180.000 Mỹ Kim. Như thế là gần như không thu được bởi các cán bộ thanh tra kiểm tra rất lớn, không đủ tiền nuôi bộ máy cán bộ khi thu không đủ chi. So với một số nước thì mức thuế suất tài nguyên ở Việt Nam ở mức cao, tuy nhiên tỷ trọng thu ngân sách nhà nước còn thấp, dẫn đến việc thu chưa tương xứng với giá phải trả khi hậu quả do ô nhiễm môi trường là rất lớn. Ở Việt Nam hiện nay chưa có cơ chế kiểm chứng một cách hiệu quả. Các số liệu do doanh nghiệp báo cáo, các khoản thuế thu dựa trên số liệu phúc trình của doanh nghiệp khai và họ muốn đóng hay không là tùy ý quyết định. Và thưa quý vị, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thúc đẩy các thủ tục để Việt Nam sớm gia nhập sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng. Trong vấn đề quản trị thì ông Doanh đã đề nghị nên xem xét sự phân cấp giữa trung ương và địa phương từ khâu đánh giá và cai quản tài nguyên. Theo ông Doanh, hiện có hiện tượng cắt nhỏ các mỏ sau đó và nói đây là thuộc quyền phân cấp của tôi. Và vì thế có tỉnh cấp 200 giấy phép mỏ trong khi năng lực quản trị thấp, thu ngân sách không có, thu không đủ nuôi bộ máy nói. Thưa quý vị, phần thu đã không đủ nuôi bộ máy, kể gì đến kết cấu hạ tầng. Có tỉnh thu ngân sách từ khai thác khoáng sản không đủ chi cho các công tác sửa đường khi xe tải nặng phá đường. Khai thác mỏ phải đem lợi ích cho người dân, nhưng chủ yếu là gây ô nhiễm cho môi trường. Tin tiếp theo, vỡ đê ở Ninh Kiều, Cần Thơ làm hơn 20 ngôi nhà bị chìm. Thưa quý vị, hơn 20 ngôi nhà của người dân bị nước nhấn chìm, nhiều vườn cây ăn trái, ao cá bị thiệt hại nặng nề. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi một đoạn đê tại Cồn Khương, khu vực 3 cái Ninh Kiều, Cần Thơ bị vỡ lúc rạng sáng ngày 10 tháng 10, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Gia đình của ông Võ Ngọc Hải đang ngủ say thì giật mình khi nghe tiếng nước tràn ào ào vào trong nhà, trong sân. Và chỉ trong phút chốc, nước tràn ngập nhà, mọi người đã cuống cuồng chạy. Toàn bộ tài sản đều bị nhấn chìm, ao nuôi cá coi như chẳng còn con nào. Thiệt hại nhiều nhất là những nhà dân nuôi cá phục vụ khách câu cá giải trí. Gia đình của ông Nguyễn Văn Dầu bị ngập cho biết gia đình nuôi cá chia thành nhiều khu như là khu dưỡng cá lớn, khu ao cá cho khách câu giải trí với hàng tấn cá tra, cá chép. Nước ngập hơn 1 mét nên chỉ rào lưới xung quanh giữ được con nào thì hay con nấy. Bây giờ cũng không biết dưới ao còn bao nhiêu con nữa. Con đường giao thông vào khu vực 3 ngập lên láng nước. Nhiều nhà dân đang tích cực rào lưới nhưng cũng khó giữ được cá vì mực nước dâng lên quá cao. Đoạn đường thường ngày lưu thông bằng xe, bây giờ người dân phải sử dụng xuồng để đi lại. Chính quyền địa phương sử dụng bao cát, cừ tràm để vá lại đoạn đê bị vỡ. Tuy nhiên do lượng nước quá lớn chỉ chịu đựng tạm thời, nên tới ngày 11 tháng 10, nước vẫn còn tiếp tục tràn vào khu vực người dân nuôi cá. Thu nhập bình quân dân Việt sắp bị Lào, Campuchia vượt qua, thưa quý vị. Trong cuộc hội thảo kinh tế Việt Nam cho đến năm 2025 vào ngày 10 tháng 10, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cho rằng nếu thời gian tới Việt Nam không đổi mới sẽ tụt hậu. Chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam sẽ bị Lào, Campuchia, Myanmar vượt qua. Theo ông Dũng thì kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Cho tới năm 2012, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm. Từ 2013 cho đến nay tăng trưởng cao hơn trước nhưng chưa kỳ vọng. Điều này do tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp. Giáo sư Nguyễn Mai đã cho biết nếu GDP chỉ tăng 5 đến 6% mỗi năm là quá tụt hậu. Ông đã đưa ra phép tính trong các dự án đầu tư công, lãng phí và tham nhũng chiếm tới 30 đến 40% tổng số vốn đầu tư một dự án. Chỉ cần giảm một nửa số đó có thể tăng thêm 1 đến 2% GDP hay là bớt đi một Vinasing Vinalize cũng đã đủ. Tiến sĩ Phạm Chi Lan cho rằng các tập đoàn nhà nước hay là Samsung Formosa có thể đóng góp cho ngân sách hàng ngàn tỷ đồng,
nhưng những ưu đãi miễn thuế, ưu tiên nguồn lực cho họ cũng trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Thực tế, các chính sách không phân biệt loại hình doanh nghiệp, nhưng khi triển khai thường ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước nhiều hơn là tư nhân. Ngoài ra, ai cũng thừa nhận vai trò doanh nghiệp tư nhân rất quan trọng trong nền kinh tế, nhưng kinh tế nhà nước mới là chủ đạo. Kết quả doanh nghiệp tư nhân bị tận thu thuế mà không được nuôi dưỡng nguồn thu bằng các chính sách ưu đãi. Trong khi đó, thì phố cổ Hội An đang dần dần trôi ra biển. Thưa quý vị, trước nguy cơ của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong khi đó thì kinh phí đầu tư nhỏ giọt hàng năm không đủ để chống lại nạn sạt lở càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa trên những cơ sở trên thì lãnh đạo thành phố Hội An khẳng định 1/3 diện tích của phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ bị cuốn trôi ra biển và đổ sập xuống sông. Hơn một tháng qua, đoạn bờ biển dài hơn 300 mét từ khu vực bãi tắm công cộng Cửa Đại xuống đến khu nghỉ dưỡng Victoria bị sóng biển cày nát. Hàng dừa ven biển bị sóng đánh bật gốc nằm ngổn ngang. Các cột điện cũng trơ do nước biển xâm thực. Trước đây thì khu vực này có rừng dương bao bọc, nay bị từng đợt sóng cao hàng mét cuốn phăng ra biển. Bức tường chắn sóng cho các khu nghỉ dưỡng Victoria, Beach Resort, Hội An và đồng thời là vành đai bảo vệ tuyến đường Âu Cơ bị khoét sâu thành những hầm ếch, nguy hiểm tính mạng của hàng trăm nhà dân ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Bờ biển Cửa Đại dài 3 km nhưng không có nơi nào còn nguyên vẹn, có đoạn bị xâm thật sâu vào đất liền hơn 40 mét. Để bảo vệ đoạn bờ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hơn 2 triệu Mỹ Kim xây dựng tuyến kè biển. Nhưng sau hai mùa bão thì khu vực này tiếp tục bị sạt lở nặng. Thế nhưng, thi công vào thời điểm sóng to gió lớn như hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị thi công phải sử dụng phương pháp bằng cách dùng bao địa kỹ thuật bơm đầy cát, trọng lượng 1.6 tấn kê liền nhau, tạo thành bức tường chắn sóng và đồng thời đóng cọc thép sát mép nước để bảo vệ bờ bao bên trong. Theo ông Lê Đình Dương, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Toàn cầu, đơn vị thi công kè biển Cửa Đại, đây chỉ là giải pháp tạm thời chống xâm thực trong mùa mưa bão. Thưa quý vị, tờ South China Morning News cho biết, vào đêm thứ Bảy 11 tháng 10, thủ lãnh của cuộc tập hợp chiếm trung tâm Occupy Central đã gửi ra một lá thư cho Chủ tịch Tập Cận Bình với nội dung là phong trào này không phải là một cuộc cách mạng và tất cả mọi bế tắc hiện nay là do hành động không hợp tác của chính quyền Hồng Kông dưới sự lãnh đạo của ông Lương Chấn Anh. Lá thư kêu gọi ông Tập Cận Bình phải tuân thủ nguyên tắc một quốc gia, hai thể chế và cho phép Hồng Kông giải quyết những vấn đề chính trị của mình qua hình thức dân chủ hoàn toàn. Lá thư khẳng định phong trào không phải là một cuộc cách mạng mà chỉ là một quá trình đòi dân chủ. Các sinh viên lên tiếng rằng, việc bãi khóa và chiếm đường phố là phản ứng trước việc ông Lương Chấn Anh đã không đối thoại và giải quyết vấn đề với dân chúng. Lá thư nhấn mạnh việc xuống đường này không phải tước quyền lãnh đạo của Bắc Kinh, nhưng là một lời tuyên ngôn cho chính quyền sở tại Hồng Kông được tự trị theo tinh thần một quốc gia, hai thể chế. Các sinh viên còn nhận định, nếu như Bắc Kinh hoàn toàn tự tin, thì không nên lo ngại việc Hồng Kông tự chọn giới chức lãnh đạo thành phố. Và người Hồng Kông quyết tâm biểu tình lâu dài, thưa quý vị. Số người biểu tình dựng lều tại trung tâm thành phố Hồng Kông đã cho thấy là họ sẽ biểu tình lâu dài sau khi chính quyền bãi bỏ lời hứa đàm phán với sinh viên. Đêm ngày hôm qua, hàng ngàn người đã tập trung để tiếp tục đòi hỏi dân chủ. Cô Kiki Choi là một hướng dẫn viên nghệ thuật tham gia biểu tình nói rằng chính quyền có vẻ không muốn đối thoại, nhưng cô ta nghĩ với số người đang tập trung sẽ buộc chính quyền phải giải quyết. Cô Chu Ying Ling, 19 tuổi, đã cho biết vì lời tuyên bố của bà Carrie Lam, sinh viên xuống đường trở lại đông người hơn, đoàn kết hơn sẽ chứng tỏ sức mạnh đối với chính quyền. Thư ký trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam đã nói rằng cuộc đàm phán với sinh viên phải hủy bỏ bởi vì đòi hỏi phổ thông đầu phiếu không phù hợp với bản hiến pháp Hồng Kông và bởi vì sinh viên đã chiếm đóng bất hợp pháp nhiều nơi trong thành phố. Hàng chục ngàn người đã xuống đường đòi thị trưởng Lương Chấn Anh từ chức và đòi chính phủ Trung Cộng chấp nhận Hồng Kông được bầu người lãnh đạo qua một cuộc phổ thông đầu phiếu vào năm 2017. Cuộc biểu tình là thách thức lớn nhất đối với Bắc Kinh kể từ biến cố Thiên An Môn. Cô Hazel Chung là một người biểu tình đã nói rằng cô ta nghĩ cuộc biểu tình ít có cơ hội đạt mục tiêu, nhưng người dân phải tranh đấu, phải xuống đường một thời gian. Sinh viên đã thiết lập nhiều trạm tiếp tế, các nhu cầu căn bản, lập nơi tắm, nơi ngủ, chuẩn bị biểu tình lâu dài. Số người tham gia biểu tình đã giảm, nhiều nơi chỉ còn vài trăm người, nhưng những nhà tranh đấu vẫn còn có thể phong tỏa những con đường chính. Các nghị viên đồng minh của sinh viên đang gia tăng áp lực với chính quyền, đe dọa phủ quyết một số đề nghị ngân sách của chính quyền. Hồng Kông được Anh Quốc trao trả cho Trung Cộng năm 1997 với chính sách một quốc gia hai hệ thống, được hưởng quyền tự trị rộng rãi và tự do hơn người dân trong lục địa.
Sinh viên Hồng Kông đang dẫn đầu phong trào đòi dân chủ hiện giờ là thế hệ không có ký ức trực tiếp về biến cố Thiên An Môn, mặc dù lễ tưởng niệm biến cố này đã được tổ chức mỗi năm tại Hồng Kông. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Trở lại với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật và Nguyễn Cao Nguyên sau đây để tìm hiểu về biên tập Một Thời Áo Trận cũng như là những sinh hoạt của Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả và đại gia đình quân đội đã đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Câu chuyện nhà binh. Chúng tôi đã nhận được tập san Biệt động quân số 42 do Ban biên tập Biệt động quân thân tặng. Và đây là một cuốn tập san của binh chủng Biệt động quân, nhưng bao gồm tất cả những bài viết của những người lính một thời Bắp Cò, không phải riêng của Biệt động quân mà của tất cả các binh chủng trong quân đội. Và trong số 42 này, chúng tôi bắt gặp một bài của một nữ trợ tá xã hội của binh chủng Thủy quân lục chiến, đó là Mũ Xanh Thạch Thảo. Và vừa là một người lính, vừa là một người mẹ và vừa là một người vợ. Và cái tháng tư đen tối, chị đã có hai câu thơ sau đây. Em ơi, vận nước lầm than, ở nhà nuôi mẹ, còn anh đi tù. Thưa quý vị, Một Thời Áo Trận, chúng tôi đã nhận được cuốn Một Thời Áo Trận của Thiếu tá Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn trưởng Thủy quân lục chiến. Ông vừa là niên trưởng của chúng tôi tại Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam và vừa là đàn anh trong binh chủng. Khi đọc cuốn Một Thời Áo Trận của ông, tôi có cảm nghĩ rằng tôi đang sống ở trong với ông. Có một cái nghiệt ngã của lịch sử là trong tất cả những cuốn ký sự của những người lính đều có một cái đoạn là trong giai đoạn ở tù, nhà tù Cộng sản. Thì đây là một nghiệt ngã của lịch sử dành cho những người lính muốn vào lính để làm một cái gì cho quân đội và cho dân tộc. Thưa quý vị, để có Một Thời Áo Trận, xin mời quý vị liên lạc với ông Phạm Văn Tiền, 2217 Miriam Lane, Arlington, Texas, 76010. Tin vui cho khóa 21 của Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Ông Đồng Duy Hùng, một vị tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 5, của sư đoàn 5, bộ binh, vừa tình nguyện đứng ra đảm nhận chức vụ đại diện cho khóa 21 trong nhiệm kỳ 14-16. Và ông Võ Minh Hòa, một thiếu tá lái trực thăng cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, vừa đắc cử chức vụ chủ hội trưởng Hội Võ bị miền Tây Hoa Kỳ. Xin thành thật chúc mừng hai bạn và xin chúc các bạn có sức khỏe dồi dào, hoàn thành được trách nhiệm mà anh em tín nhiệm. Thưa quý vị, bước sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Khi nhắc đến ông Nguyễn Cao Nguyên, Chủ tịch Hội Quân nhân Người Mỹ Gốc Việt, chúng tôi liên tưởng đến những chữ sau đây: ba thế hệ, một chữ lính. Thân phụ của ông là Đại tá Nguyễn Đình Bản, một vị đại tá sạch trong quân đội, đến ông một vị trung tá, và sau cùng là cháu Van Carlot Vân Nguyễn đã tốt nghiệp Trường Võ bị West Point. Và được biết trong đại hội ngày 27 tháng 9 vừa qua, với tư cách là chủ tịch và với sự hợp tác của tất cả các quân nhân người Mỹ gốc Việt, đã tổ chức một đại hội rất là thành công. Và hôm nay, trong chương trình hội luận ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý khán giả và đại gia đình quân đội cuộc hội luận giữa ông Nguyễn Cao Nguyên và chúng tôi. Kính thưa quý khán giả và đại gia đình quân đội, để bắt đầu buổi hội luận hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào Nguyễn Cao Nguyên. Chào chú Duật. Và Cao Nguyên xin gửi lời chào tất cả khán giả của đài SBTN. Được biết đại hội của quân nhân người Mỹ gốc Việt tổ chức vào ngày 27 tháng 9 vừa qua rất là thành công. Thì Nguyễn Cao Nguyên có thể cho quý khán giả và đại gia đình quân đội biết những cái ưu điểm trong cái kỳ đại hội vừa rồi hay không? Cảm ơn chú. Cuộc buổi dạ tiệc của Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt trong ngày 27 tháng 9 hôm đó rất là thành công, vì được rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là được tất cả các hội đoàn người Việt ở vùng DC, Virginia và Maryland ủng hộ. Thứ hai là tụi cháu đã được tất cả những người, những anh chị em trong Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt từ toàn quốc xuống đây ủng hộ tụi cháu. Một trong những ưu điểm mà đối với cháu là thành công nhất là
Thứ nhất là tụi cháu giữ vững lập trường là đây là một buổi dạ tiệc nhắm về sự vinh danh của công lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì là nói đến những việc làm tương lai của hội quân nhân Mỹ gốc Việt và sẽ nâng cao những thành tích thành quả của hội của đoàn viên trong cái thời kỳ năm nay. Đó là đối với cháu là đó là một trong những cái ưu điểm thực tính, mà thật ra không phải là vì cao nguyên hoặc là một vì số những người bạn bỏ rất nhiều thời giờ làm trong công việc này, sự thành công này là của tất cả. Mà cao nguyên thật sự mà nói đó là có hai người nữa mà đối với cháu là cánh tay mặt và cánh tay trái của cháu. Cánh tay mặt của cháu thì có trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Hải quân. Đó là một người làm việc rất là tích cực trong cái chuyện này. Bên cái tay trái của cháu là có cô trung tá dược sĩ trong đoàn y tế công cộng Mimi Phạm. Cô cũng đứng ra làm rất là nhiều chuyện mà đối với cháu là behind the scene. Cảm ơn chú. Phải nói một điều là thế này, tất cả những người tham gia và tham dự cái buổi dạ tiệc đó đều lộ rõ cái nét hân hoan khi thấy cái thế hệ trẻ của chúng ta. Nếu cái thế hệ này ở trong nước thì nằm trong thứ 13 của Cộng sản, nhưng họ sang đây, họ đã đứng vững và dương cao được cái hào khí của người lính Mỹ và đặc biệt là cái truyền thống anh hùng của các quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì được cái bước mở đầu như vậy thì Nguyễn Công Nguyên có thể cho đại gia đình Nguyễn Bộ Đội biết những cái dự tính trong tương lai như thế nào của họ hay không? Vâng, một trong những điều mà tụi cháu theo đúng quy luật của công lực Hoa Kỳ là sau khi mình làm tất cả những cái việc gì thì vài ngày hôm sau chúng ta phải ngồi lại để nói những cái tiếng Mỹ nó kêu là những cái điều hay hoặc là điều dở mình phải cần sửa lại. Sau khi mà tụ họp anh em lại trong tuần lễ vừa qua thì một trong những điều mà tất cả anh em đều đồng ý, nhưng mà hiện giờ cháu chưa đưa cái điều đó ra trước ban chấp hành cái board of director để hỏi, nhưng mà cháu biết là thế nào anh em cũng đồng ý cái chuyện này. Điểm thứ nhất là tụi cháu sẽ nâng thêm cái scholarship, nghĩa là scholarship cái học bổng của tụi cháu hiện giờ chỉ có $1,000 một người, thì tụi cháu chắc sẽ là nâng lên $2,000 để kêu gọi thêm nhiều application. Không những cứ 2 năm một lần, tất cả anh em muốn cứ mỗi 1 năm một lần. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là buổi dạ tiệc của cháu, lúc mà cháu nhận chức hội trưởng thì cháu định là chỉ cứ 2 năm một lần, nhưng mà anh em thấy là mình phải làm một lần nữa, và lần này tụi cháu sẽ định đi xuống Houston, Texas. Nghĩa là trong khoảng chừng tháng 8, tháng 9 năm 2015, tụi cháu sẽ cố gắng tìm cách lập ra một buổi dạ tiệc để xuống đó trước cộng đồng vùng Texas để có dịp ra mắt với cộng đồng Texas. Đó là điều thứ ba, là bằng mọi cách tụi cháu sẽ lập ra một cái căn, nó kêu là cái headquarter, mà hiện giờ thì cái headquarter của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt, cái bộ tổng hành dinh của tụi cháu sẽ là ở vùng DC, Maryland, Virginia này. Đó là 3 điểm mà thật ra là quan trọng nhất cho Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt sẽ làm trong tương lai. Cảm ơn chú. Được biết là, thưa quý vị, được biết trong cái buổi dạ tiệc đó thì có 2 vị tướng được hiện diện trong cái buổi đó. Một vị tướng thứ 3 là ông Lê Minh Đảo, vì lý do sức khỏe không thấy được. Thì cái sự vinh danh của Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt đối với tướng Trần Quang Khôi Thiết Giáp và tướng Phạm Duy Tất Biệt Động Quân thật là đúng, thật là một niềm hãnh diện chung cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những ngôi sao đó đã bắt đầu sáng trở lại sau khi sự bôi nhọ của Cộng sản. Xin thành thật cảm ơn Nguyễn Công Nguyên đã có mặt trong cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Nguyễn Công Nguyên. Cảm ơn chú và xin cảm ơn các khán giả của đài SBTN cho cháu được một dịp như hôm nay. Cảm ơn chú. Kính thưa quý khán giả, kính thưa đại gia đình quân đội, cuộc chiến quốc cộng đang ở trong giai đoạn quyết liệt. Người dân trong nước đang bắt Hà Nội phải trả lời cho họ biết trong cái chương trình Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng ta có nhiệm vụ, những người lính có nhiệm vụ sát cánh cùng đồng bào trong nước để đòi lại cho Việt Nam có một ngày tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin những người lính hãy thi hành đúng chức năng của mình, đó là bảo quốc an dân.
Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào Nguyễn Công Nguyên và chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốm hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai trong chương trình Bản tin Hoa Thành Đốm. Xin mời quý vị cùng theo dõi đó là chương trình tin tức từ Texas. Mở đầu là phóng sự buổi ra mắt cuốn bút ký Một thời lính trận của người lính mũ xanh Phạm Văn Tiền. Thái Thủy của đài SBTN Texas xin kính chào tất cả quý thính giả của đài SBTN. Hôm nay tại trụ sở cộng đồng Sharon có buổi ra mắt sách Một thời lính trận của anh Phạm Văn Tiền. Xin mời tất cả quý thính giả theo dõi phòng phóng sự sau đây. Kính thưa quý vị, buổi ra mắt sách Một thời lính trận của mũ xanh Phạm Văn Tiền. Chương trình được sự hỗ trợ và tham dự của rất nhiều hội đoàn cựu quân nhân cũng như hai cộng đồng Dallas Forward và đồng hương vùng Dallas Forward. Chương trình được bắt đầu như thường lệ, chào cờ phút mặc niệm. Quan khách với lời cảm tạ của trưởng ban tổ chức là ông Ngô Văn Tuận, hội trưởng của hội võ bị. Kính thưa quý vị, buổi ra mắt sách hôm nay được sự bảo trợ của hai cộng đồng Hà Tân và cộng đồng Đà Lạt, cùng tất cả các hội đoàn quân cán chính trong vùng Đà Lạt Phú Quốc. Quý vị nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí và quý đồng hương, cùng một số đại diện các hội đoàn từ xa về như Oklahoma, Houston và North Carolina, Kính thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và đó là một điều vinh dự lớn lao cho tác giả và cho hội võ bị chúng tôi. Và anh Nguyễn Tống Hiến giới thiệu tác giả là nhà báo Trương Sĩ Lương, báo Người Sang Thế Giới Mới. Thật ra 20 năm qua, tất cả những bài viết của anh dưới hình thức bút ký đã được đăng tải trên Thế Giới Mới không sót một bài nào. Có nghĩa là trong tập bút ký hôm nay, quý vị đọc lại những bài viết của anh Phạm Văn Tiền 20 năm về trước. Thế mà hôm nay tôi cầm đọc lại, dò lại những bài viết, tôi có cảm tưởng nhưng là tôi chưa hề đọc lần nào. Bởi văn phong của anh thật lôi cuốn, hấp dẫn, sống động, mạch lạc và nội dung là người thật, việc thật, khiến cho người đọc cảm thấy hình như chính hình ảnh mình ở trong cuộc với anh Phạm. Và phần giới thiệu tác phẩm do chị Thu Nga phụ trách. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi rất là vui và hân hạnh đứng ở đây để giới thiệu tác phẩm của lính mũ xanh Phạm Văn Tiền, Một thời lính trận. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái bìa này thì chúng ta thấy ngay một màu xanh rất là thân thương của chiếc mũ xanh của binh chủng thủy quân lục chiến, và cũng như là màu xanh của giày xô áo trận, và cũng như là màu xanh của cây núi rừng và màu xanh bát ngát của những cánh đồng lúa chín ở miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và khi mà lật vào trong những trang sách bên trong thì quý vị sẽ cảm thấy rằng có nhiều màu xanh lắm của tuổi mộng mơ trong sân trường lớp học, của ngôi nhà ấu thơ, tuy là nghèo đơn sơ nhưng mà đượm tình,
bao nhiêu là tình thương màu xanh của cha, của mẹ, của anh em, của bạn bè thân thuộc mà không thể tách rời của người lính mũ xanh. Muôn đời vẫn là người lính mũ xanh, một binh chủng hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tác giả Phạm Văn Tiền đã phục vụ đến giây phút cuối cùng khi mà miền Nam bị bức tử. Thưa quý vị, đây là một bút ký của một người thật, một câu chuyện trong cách hành văn gọi là bút ký của tác giả Phạm Văn Tiền là câu chuyện đời điển hình của một người trai lớn lên trong một đất nước mà chiến tranh kéo dài, dằn dai do giặc từ phương Bắc mang lại. Tác giả Phạm Văn Tiền cũng đã tâm sự ở trang lời nói đầu như sau, và để cho biết rằng lý do tại sao mà anh cho ra đời cái cuốn sách này, tức là đứa con tinh thần của anh, đó là những vấn đề ưu tư day dứt về sự suy sụp quá nhanh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mũ xanh Phạm Văn Tiền, tác giả Một thời lính trận. Cảm ơn quan khách. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu và các bạn bè thân thương, và các nhất là các anh em ở trại tù ở tỉnh Bình Điền, quý vị đã đến đây trong ngày ra mắt sách của chúng tôi rất là đông đủ. Cá nhân chúng tôi rất là xúc động và xin cảm ơn tất cả quý vị. Những cái điều gì tôi muốn nói là trong cuốn sách đã nói rồi, thì bây giờ tôi một cái lần nữa là xin cảm ơn tất cả quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý anh em ái tử Bình Điền đã ủng hộ cho chúng tôi. Điều đó chứng tỏ rằng cá nhân chúng tôi sinh hoạt ở đây 20 mấy năm, quý vị vẫn thương yêu và quý vị vẫn thương mến và đến ủng hộ cá nhân chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục những gì chúng tôi đã làm với cộng đồng từ trước đến nay, và tiếp tục chúng tôi không bao giờ ngưng nghỉ hết. Thành thật cảm ơn quý vị. Đặc biệt ông Cao Chánh Cương, đàn anh của Mũ Xanh Phạm Văn Tiền, có vài lời chia sẻ cùng tác giả. Đồng thời cũng có đại diện giới trẻ là cháu Bảo Vinh, đoàn trưởng của đoàn thanh niên Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ đối với các bác các chú. Từ lúc ấy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vươn vai như phù đổng, ôm lấy trách nhiệm bảo quốc an dân, không những chống lại kẻ thù phương Bắc là bọn cộng sản xâm lược, mà cũng oanh liệt đương đầu cả một khối cộng sản quốc tế liên minh đầy đủ sức mạnh của các bom đạn vũ khí lẫn tàn ác trong 20 năm đã viết lên chiến hùng ca của 40 năm qua vẫn còn là một đề tài sôi nổi và được sự ngưỡng mộ của các quốc gia tự do. Cái quy luật đó không hề thay đổi đối với lực lượng tổng trừ bị binh chủng thủy quân lục chiến, mà tập bút ký Một thời lính trận của chú Phạm Văn Tiền cũng không có ngoại lệ nào khác. Và đại diện của cộng đồng hạt Tarin, bác sĩ Phạm Văn Chất, chia sẻ cùng với tác giả cũng như chủ tịch của cộng đồng Dallas, ông Cung Nhật Thành, phát biểu với commissioner trẻ trong vùng Dallas Forward, cũng được mời lên phát biểu. Xen kẽ ra mắt sách thì những chương trình văn nghệ rất hấp dẫn do các thân hữu phụ trách trong ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, người đứng bên Thái Thủy là anh cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Tiền, là tác giả của cuốn sách Một thời lính trận. Xin anh Tiền cho biết tại sao đến 70 tuổi anh mới viết cuốn bút ký này, và cái động lực nào lớn nhất để mà anh viết cuốn này? Thưa quý vị khán giả và thưa chị Thái Thủy, ở cái tuổi 70 là một cái tuổi mà rất là quý hiếm của một đời người. Và tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi người đều viết chuyện về chiến trường, nhưng mà đa số họ chỉ nghe và họ chỉ viết. Riêng cá nhân tôi suy nghĩ tại sao mình là một cái người lính đánh trận thật sự trong suốt cuộc chiến đó, trong một binh chủng hào hùng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà mình không viết cái gì hết, thì để làm một cái kỷ niệm, thứ nhất là cho đời mình, và thứ hai cho con cháu biết thế nào là sự thật lịch sử. Do đó cái quyển sách mà chúng tôi ra, chúng tôi đặt là bút ký, chứ không phải là một cái truyện. Thành thử ra đây là một cái việc là người thật, việc thật, những gì xảy ra, các trận đánh mà tôi tham dự, cũng như những ngày tháng tù đài
tại trại tù Ái Tử Bình Điền, và các bạn Ái Tử Bình Điền ngày hôm nay đã đến rất là đông đủ để chứng minh rằng những gì tôi viết trong cuốn sách đó là người thật và việc thật. À, đồng thời xin anh cho biết là cuốn bút ký này anh đã tốn trong thời gian, tức là anh tốn bao nhiêu thời gian để mà viết xong cuốn sách này? Dạ thưa chị Thái Thủy, đây là một cái dịp tình cờ. Chúng tôi viết, bắt đầu viết là từ cái ngày mà tôi định cư đến Mỹ vào khoảng năm 1994. Lúc đó thì tôi còn vấn đề là tức tối về một cái sự thất trận của một quân lực Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh và những cái ngày tháng tù đài. Do đó nhiều đêm nằm trằn trọc thì chúng tôi viết những cái điều chúng tôi viết ra để mà giải bài ưu tư và tâm tình của mình. Chỉ viết vậy thôi chứ không có muốn mà ra sách. Rồi hết năm này qua năm khác chúng tôi tiếp tục viết, và nhiều bạn bè đã cổ động tôi, và những bài viết của tôi thì được tên các diễn đàn ở khắp các nơi đăng tải, và họ, bạn bè cũng như là một số người đã yêu thích tôi và yêu cầu tôi nên gom lại làm một cái tập bút ký để lưu niệm cho con cháu, cũng như là một kỷ niệm dành cho một đời người trước khi quá trễ. À, và đồng thời chắc chắn cái cuốn sách này anh cũng là một cơ hội để cảm ơn tất cả những người mà đã giúp anh cũng như để hoàn thành cuốn sách. Xin anh có vài lời với tất cả những người đó. Dạ thưa chị, những cái người mà ủng hộ tôi là thứ nhất là ông Trương Sĩ Lương, Bán Việt Sang Thế Giới Mới, là cái người mà ủng hộ tôi và nâng đỡ tôi trong cái vấn đề mà viết văn. Vì tôi là một cái người lính tập viết văn chứ tôi không phải là một nhà văn. Thành thử ra thứ nhất là cảm ơn anh Trương Sĩ Lương. Và thứ hai là cảm ơn chị Thu Nga ngày hôm nay. Chị đã diễn đạt tất cả rất là rõ ràng, chi tiết, mạch liệt. Và đến nỗi tôi cảm động, tôi không thể cầm được nước mắt khi mà chị đã diễn đạt cái cuốn sách của tôi. Thì xin cảm ơn. Và đồng thời cảm ơn tất cả các bạn tù Ái Tử Bình Điền, các cựu hội đoàn, cựu quân nhân và quý niên trưởng đã đến đây một buổi ra mắt sách rất là đông, mà không ngoài cái sức tưởng tượng của chúng tôi, và thật là cảm động. Xin thành thật cảm ơn anh, và chắc chắn là cuốn sách này xin tất cả quý khán giả và theo dõi cũng như là ủng hộ Phạm Văn Tiền với cuốn sách là Một Thời Lính Trận. Vừa rồi quý vị xem qua một số hình ảnh buổi ra mắt sách Một Thời Lính Trận của cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Tiền. Xin hẹn quý vị kỳ tới. Thái Thủy tường trình từ Arlington, Texas. Quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN Texas. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau phút. Quý khán giả đã giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng trở lại với phần cuối của ngày hôm nay. Đó là chương trình phóng sự lễ gây quỹ tái tranh cử của Andy Nguyễn, Tarrant County Commissioner. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại nhà hàng Kowloon, tọa lạc tại Arlington ở phía trên lầu. Và hôm nay chúng tôi đến đây là có một buổi tiệc gây quỹ cho anh Andy Nguyễn Xuân Hùng. Và thưa quý vị, anh Andy Nguyễn Xuân Hùng sẽ là tái ứng cử trong chức vụ Tarrant County Commissioner. Và cái tổng tuyển cử sẽ là ngày 4 tháng 11. Và trong cái buổi tiệc hôm nay thì quý vị bước lên trên cái phòng hội này, quý vị sẽ thấy rất là đông người đang từ từ bước vào ở trong phòng. Và ở đằng kia thì anh Andy Nguyễn Xuân Hùng cũng đang là nói chuyện với lại nhiều quan khách. Và quý vị nhìn chung quanh đó thì quan khách cũng đã đến rất là đúng giờ, và có thể là đến trước giờ nữa, tại vì hiện thời bây giờ chưa tới giờ, nhưng mà các bàn cũng đã đông rồi. Và chúng tôi nhận thấy là có sự hiện diện của rất đông các đại diện các hội đoàn, các đoàn thể ở trong vùng Dallas Fort Worth, cũng như là truyền thông báo chí đã đến đây rất là đầy đủ. Và chúng tôi sẽ được nói chuyện với anh Andy Nguyễn Xuân Hùng. Và anh Andy Nguyễn Xuân Hùng là rất là bận rộn và đang tiếp khách. Vâng, và anh Andy Nguyễn Xuân Hùng, hôm nay là cái bữa tiệc này nó đối với anh nó quan trọng như thế nào? Dạ thưa chị, cứ mỗi năm một lần tôi tổ chức một cái buổi họp mặt như thế này.
Cái thứ nhất là để cảm ơn quý cử tri, quý đồng hương đã ủng hộ trong suốt năm qua. Cái thứ hai để vận động và cổ động cho cái lá phiếu của cuộc tranh cử sắp đến. Cái thứ ba cũng xin là quý cử tri ủng hộ cho một tí tiền còn. Tại vì tranh cử mắc mỏ lắm, nó tốn rất nhiều tiền bạc. Và cái cuối cùng là để nhắc nhớ cho nhau về cái giá trị của tự do. Cái chủ đề của chương trình mà tôi tổ chức hàng năm là tiếng Mỹ nó gọi là Salute the American Dream. Nếu mà dịch qua tiếng Việt nó gọi là Xin chào giấc mơ Hoa Kỳ. Và nền tảng của giấc mơ Hoa Kỳ là cái sự tự do. Và đó là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi muốn thực hiện hàng năm. Mong rằng là quý vị đồng hương sẽ tiếp tục ủng hộ. Và nếu có cái sự sơ sót gì thì tôi thành thật cáo lỗi. Và quý vị có thể đóng góp ý kiến để cho cái chương trình này ngày một khấm khá hơn. Và trong cái nhiệm kỳ qua thì anh đã có cái gì mà anh đã thực hiện được và chưa có thực hiện được, thì trong cái nhiệm kỳ này anh sẽ tiếp tục, anh có thể là cho biết cái thành quả trong cái kỳ vừa qua. Dạ thưa chị, một trong những cái trọng điểm mà chúng tôi là County Commissioner ở Texas thường hay chú trọng vào là vấn đề đường xá, xa lộ. Thì một cái con đường rất là quan trọng ở khu vực mà tôi đại diện là xa lộ 360 South. Thì chúng tôi đã được Bộ Công Chánh của tiểu bang Texas đã đồng ý để chi hơn 300 triệu đô la để xây cái con đường đó. Thì nhiệm kỳ 2 là tôi phải theo dõi, tại vì xây cái con đường đó rất là phức tạp. Nó có nhiều cái vấn đề mà gọi là private property rights, là cái quyền tư hữu địa ốc đó. Nếu mà không cẩn thận thì sẽ vi phạm vào nhóm những cái điều tư hữu đó. Rồi phải làm như thế nào để cho cái con đường đó nó xây mà nó có access đi vào trong những cái vùng đất quan trọng ở dọc cái con đường xa lộ đó. Cái điểm thứ hai tôi phải chú trọng vào là cái xa lộ 360 và I-30 là cái gọi là cái direct connect đó. Hiện tại bây giờ là mọi sự đã xong rồi, bây giờ nhưng mà chưa có funding. Cái số tiền đó khoảng 206 triệu. Dạ vâng, thì chúng tôi đang cố gắng vận động đủ mọi cách để cho tiểu bang Texas tài trợ cho cái ngân khoản đó để xây dựng cái con đường đó. Ngoài ra còn nhiều cái công trình nữa. Và một trong những điều mà tôi chú trọng vào là vấn đề y tế, vấn đề healthcare. Và trong tương lai đây quý vị sẽ thấy ở cái sự hiện hữu của những cái chương trình y tế của quận ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng. Vâng, thưa quý vị, và bước vào phòng đây thì chúng tôi nhận thấy rằng có ông bà tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì anh Khương Hữu Lộc là có thể là cho biết là cái cảm tưởng của anh khi mà anh đến dự cái buổi mà gây quỹ cho anh Andy Nguyễn Xuân Hùng để mà tái ứng cử cho cái chức vụ Tarrant County Commissioner. Dạ thưa, chúng tôi rất là vui mừng và hân hạnh được đến đây để ủng hộ cho anh Andy Nguyễn, là một người County Commissioner ở tại Tarrant County, đã có những thành quả rất là vẻ vang, được giới Hoa Kỳ rất là ủng hộ với cái thành quả của anh. Thành ra chúng tôi rất hoan nghênh ủng hộ một người Việt Nam thành công để tái ứng cử, thưa chị. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay trong bữa tiệc gây quỹ cho anh Andy Nguyễn Xuân Hùng để mà tái ứng cử cái chức Tarrant County Commissioner khu vực 2, thì chúng tôi nhận thấy rằng quan khách Mỹ Việt đến rất đông, và không phải chỉ có địa phương mà đến xa. Và đứng bên cạnh của Thu Nga đây, chúng tôi hân hạnh được nói chuyện với anh Phan Quốc Cường, là chủ tịch của cộng đồng Houston mà anh vừa đắc cử vào tháng 11 năm vừa rồi. Thì xin anh Phan Quốc Cường có thể là cho biết cảm tưởng của anh khi mà anh về đây dự một cái bữa tiệc để gây quỹ cho một người rất là trẻ với cái chức là Tarrant County Commissioner. Dạ vâng, người trẻ nhưng mà thật sự ảnh là thế hệ đàn anh của tụi em. Thì ngày hôm nay thì Quốc Cường là có hân hạnh đến thăm cộng đồng Dallas Arlington lần đầu tiên, và để mà trợ giúp cho anh Andy Nguyễn trong cái chương trình rất là có ý nghĩa là Saluting the American Dream. Thì Quốc Cường nghĩ là một cái chủ đề mà rất là có ý nghĩa, và Quốc Cường đến đây thì cốt để kết nối với những người bạn trẻ có lòng phục vụ cộng đồng, và cũng để tạo một cái nhịp cầu nối liền giữa cộng đồng Houston với cộng đồng Dallas Arlington. Thì hôm nay thì Quốc Cường rất là vui có mặt tại đây, và thấy là trong số quý đồng hương tham dự sự kiện này thì có người đủ mọi thế hệ. Thì Quốc Cường thấy là được cái sự lớn mạnh của cộng đồng tại đây và cảm thấy rất là vui. Anh Phan Quốc Cường có ý định là đi vào dòng chính của Hoa Kỳ cũng giống như anh Andy Nguyễn và có nhiều gương mặt trẻ ở tại nước Mỹ này hay không? Dạ vâng, thưa cô, thì em mới bắt đầu cái nhiệm vụ phục vụ cộng đồng trong năm đầu tiên. Cái nhiệm kỳ cũng còn hơn 2 năm nữa. Thì trước mắt là mình có nhìn những cái nhiệm vụ trước mắt của mình. Và sau này thì dĩ nhiên là cái ước vọng chung của tất cả mọi anh em trẻ là mình
biến mình thành cái nhịp cầu đưa cộng đồng người Việt gần hơn với các cộng đồng bạn, gần hơn với xã hội dòng chính. Thành ra những cái người mà bước vào phục vụ luôn tự coi mình là những cái bridge builder, là những cây cầu. Thì nếu mà có cơ hội hay những cái dịp mà mình phục vụ cho một cái vai trò nào, nếu mình thấy rằng là thật sự nó giúp cho cộng đồng của mình, thì Quốc Cường nghĩ là sẵn sàng. Và mình biết là xung quanh bây giờ có một cái thế hệ trẻ đang có lòng muốn bước vào phục vụ, có khả năng. Và Quốc Cường nghĩ là cái cộng đồng đã có sự cái chuyển biến rất là tích cực, không chỉ tại địa phương vùng Dallas County mà nó trên khắp toàn quốc. Thì Quốc Cường đang thấy cái sự việc đó nó đang xảy ra một cách rất là tốt đẹp. Và thưa quý vị, và có rất nhiều cô volunteer và còn rất là trẻ, thì em có thể cho biết là tại sao em volunteer để giúp cho anh Andy Nguyễn? Tại vì em muốn anh thắng lại kỳ này. Dạ, tại vì anh làm rất là nhiều thứ cho county, và cái kết quả những cái việc anh làm á, nó rất là thành công cho cái county ở đây, trong cái vùng này. Thưa quý vị, phần đấu giá thì có hai phần. Phần đấu giá live là cái ghế của Luraco để mà tặng cho cái buổi đấu giá, và phần thứ hai đấu giá ra là đấu giá gọi là silent auction, tức là quý vị nào mà muốn mua những cái món mà để mà đấu giá đây thì quý vị có thể là đến ghi tên. Và mỗi một cái món quà như vậy đó thì quý vị có thể là ghi tên, và nếu mà người nào mà ghi tên mà được cao nhất thì sẽ được cái món quà, cái món auction đó, tức là cái món mà đấu giá đó. Và chúng tôi thấy là ở trên bàn này có những cái món đấu giá rất là dễ thương. Thưa quý khán giả, buổi dạ tiệc gây quỹ bắt đầu với phần chào cờ Mỹ Việt phúc mặc niệm. Thẩm phán Matt Hayes đọc lời cầu nguyện. Bài diễn văn chính là của ông Rodney Anderson, là Republican nominee Texas House District 105. Hai nhân vật khác nói chuyện là ông Phan Quốc Cường, là chủ tịch của cộng đồng Houston mà anh vừa đắc cử vào tháng 11 năm vừa rồi. Và ông Chris Phan là Councilman Gordon Grove, đã đến từ Gordon Grove để mà nói chuyện. Của anh Andy, và nếu như quý vị muốn tiếp tục để thấy được sự phát triển đó thì quý vị cần phải đóng góp một bàn tay giúp đỡ và support anh Andy trong cái đợt bầu cử tới đây. Nếu quý vị thật sự biết ơn và cảm ơn và thưởng thức sự tự do của Hoa Kỳ, nhờ cái sự tự do này chúng ai có được cái sự sung túc của ngày hôm nay, xin mọi người hãy vỗ tay và tin tưởng quý vị, ngày hôm nay chúng ta we celebrate freedom, chúng ta sẽ chung vui trong cái sự tự do nhờ người đã phải làm có được một ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Và trong buổi dạ tiệc hôm nay thì chúng tôi nhận thấy có rất là nhiều gương mặt trẻ, và ngay khi mà điều khiển chương trình cũng là những người trẻ tuổi, và đây là một cái điều rất là đặc biệt và cũng đáng khích lệ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tường trình của Thu Nga về buổi gây quỹ cho anh Andy Nguyễn Xuân Hùng, và anh sẽ tái ứng cử và cái cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 11 năm 2014. Và thưa quý vị, và buổi gây quỹ này được diễn ra rất là thành công, và quan khách đến đông đủ, cũng như là có những guest speaker, tức là những người mà đọc những cái bài diễn văn, nói những bài diễn văn rất là xúc tích. Và phần tường trình của Thu Nga đến đây xin được tạm ngưng, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Thu Nga tường trình từ Arlington, Texas. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình tin tức từ Texas, và phần này đã kết thúc cho chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn thật nhiều bình an, thật nhiều hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính chào giáo sư bình luận gia Lý Đại Nguyên. Dạ. Chào hòa thượng. Kính chào quý vị. Thưa giáo sư, cuộc biểu tình ủng hộ bất bạo động của sinh viên tại Hồng Kông để đòi hỏi sự tự do bầu cử thay vì đảng cử dân bầu như là cái chủ trương của nhà cầm quyền Trung Cộng hiện nay. Và hiện giờ thì họ đã bước vào một cái thời gian tương đối khá dài, trên 10 ngày,
Tuy nhiên họ vẫn giữ vững những cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động. Và điều đó cho thấy là họ rất là thông minh, rất là tự chủ, có đầy bản lĩnh và ý thức rõ là tương lai của họ đang tùy thuộc hoàn toàn vào những gì mà họ đang làm. Họ ý thức rất rõ về cái con đường đấu tranh ở trước mắt. Do vậy mà có những người trà trộn vào để mà gây hấn, họ vẫn chủ động để họ giữ cái sự ôn hòa. Và rõ ràng đây là những cái nhân tố chủ yếu mà nó sẽ mở ra một cái nền dân chủ đích thực tại Hồng Kông. Thì theo giáo sư đó, hiện nay người ta nói rằng là sẽ có một cái cuộc đàm phán giữa những nhà lãnh đạo Hồng Kông hiện nay và những nhà lãnh đạo của sinh viên. Thì cái cuộc đàm phán đó liệu có đi đến một cái kết quả tốt đẹp hay không? Vâng, thưa quý vị, chúng ta biết rằng những đàm phán của Cộng sản á, họ đàm phán xong rồi họ đã nuốt lời thôi, không ăn thua gì cả. Cho nên vấn đề đặt ra đàm phán để câu giờ, tức là đàm dịu tình hình, chứ không giải quyết vấn đề được. Vì giải quyết vấn đề bây giờ là phải Bắc Kinh giải quyết, chứ không thể là Hồng Kông giải quyết được. Nhưng mà trên nguyên tắc đó, thì cái cuộc tranh đấu của sinh viên của người biểu tình của Hồng Kông đó, họ học được cái bài học của Thiên Môn. Cái bài học rất quan trọng. Cho nên họ đổi nguyên tắc tranh đấu, họ tranh đấu bạo động. Nhưng mà họ tranh đấu để đòi thôi, chứ không chống ai hết. Ngày xưa ở Bắc Kinh, tức là sinh viên xuống đường đập bình nhỏ, tức là đánh vào ông Lặng Tử Bình. Và đánh vào Lặng Tử Bình, tức là đánh vào cái người mà có quyền giải quyết. Cho nên ông Lặng Tử Bình, ông đã đem quân đội đến đàn áp. Nhưng giờ đây, cái kinh nghiệm của Thiên Môn, nó đã làm cho những sinh viên ở Hồng Kông, họ hiểu ra rằng phải làm thế nào để mà có được tranh đấu, được kết quả. Chứ không phải là chống đối, cho nên họ chỉ đòi, chứ không chống. Không chống ai hết, chỉ đòi thôi. Mà đòi á, thì phải giữ được cái gọi là cái tinh tâm bình thản. Chứ mà chống á, thì là hung hăng nổi cơn thịnh nộ lên rồi bắt đầu chống đối, rồi chống cả cái người cảnh sát, chống tất cả như vậy. Cho nên gây nên sự xáo trộn. Cho nên ở Hồng Kông, đặt nặng vấn đề là đòi hỏi cái gì tôi có, cái quyền của tôi, chứ tôi không chống ai hết. Và đó là để cái lối cho Bắc Kinh giải quyết. Nếu bây giờ họ chống ông Tập Cận Bình, họ chống Bắc Kinh, họ chống Trung Cộng, ngoài chống tất cả, cái việc chống đối đó, nó sẽ làm phải đến hai bên xung đột nhau. Đây không chống, cái khó khăn của Tập Cận Bình, bây giờ và cái Bắc Kinh bây giờ đối với sinh viên tại Hồng Kông là họ không chống, họ đòi. Đúng, giáo sư nói rất là đúng. Họ ý thức rất rõ cái mục tiêu tranh đấu của họ là gì. Họ chỉ đòi những gì mà họ đang có, chứ họ không có chủ trương lật đổ chính phủ để mà nắm giữ chính quyền v.v. Mà rõ ràng là khi được hỏi những cái nhà thương gia đang có những cái thu nhập thấp do những cái cuộc biểu tình, nhất là cái ngày Quốc Khánh, thì họ xin lỗi, nhưng mà họ nói rằng là họ đấu tranh cho tương lai của chính họ và của tất cả nhân dân đang sinh sống tại Hồng Kông. Thành thử là chấp nhận cái gian khó trước mắt để rồi phải đạt được những cái viễn cảnh rất là tươi tốt ở trước mắt. Thì đó là cái điều mà phải chấp nhận thôi. Thì thưa giáo sư thấy rằng là giới trẻ Việt Nam hiện nay học hỏi được gì qua cái cuộc đấu tranh của những người trẻ ở tại Hồng Kông? Đây là bài học rất lớn cho thanh niên sinh viên Việt Nam và những người đang đấu tranh ở Việt Nam bây giờ. Bởi vì chúng ta biết rằng cái cuộc đấu tranh tại Hồng Kông nó sẽ lan rộng ra khắp thế giới và đi vào Việt Nam cũng như vào Trung Hoa lục địa. Bây giờ hiện tại nó ở Đài Loan, xài Đài Loan. Đài Loan đang là làm công việc đó và họ bên họ giữ cái thế họ đang có, không thể đi hẳn với Bắc Kinh được. Và bây giờ ngay ở Macau họ bắt đầu họ trở lên là chống đối làm việc đó. Cho nên bây giờ vấn đề đặt ra là những bài học đó những người Việt Nam phải học kỹ lắm, bởi vì đích thực ra cái người mà thanh niên 17 tuổi đứng ra tổ chức, tên Hoàng Chí Phong, anh đứng ra tổ chức tuyên bố rất khôn khéo,
công việc làm chúng tôi đây là không để lại cho hậu thế, phải làm công việc này. Bây giờ chúng tôi phải làm việc này, chúng tôi đòi hỏi việc này cho chúng tôi và cho hậu thế, chứ không phải để cho hậu thế, tất cả chỉ đuồn cho hậu thế mà làm gì. Cho nên vấn đề đặt ra là họ tranh đấu một cách rất quyết liệt và cương quyết, và họ biết cách làm, bởi vì họ không chống đối những người cầm quyền để đàn áp họ, không cho phép đàn áp họ, và họ làm việc này. Bây giờ sợ dân chúng vì cản trở lưu thông làm ăn công an việc làm ta, bây giờ xin nhận thu gọn lại, và họ để những một nhóm nằm ở hiện trường, không cần phải nhiều, khoảng độ 500-300 người họ nằm ở đó, nhưng mà đông tới thì cả dân Hồng Kông ùa xuống. Đó là một cuộc trường kỳ kháng chiến. Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm họ rất có nguyên tắc, tức là phải làm sao đấu tranh trường kỳ, chứ không phải một ngày hai ngày, không thu ùa dân ra hàng trăm người ngàn người ra rồi nó đánh xẹp. Làm sao duy trì được cái cuộc đấu tranh này, và sinh viên ở Hồng Kông họ bắt đầu họ nghĩ rằng phải chiến đấu lâu dài, cho đến bây giờ có thành công thì phải chia ra cho những người nghỉ, cho anh ấy, cho học sinh đi học, cho tất cả mọi người sinh hoạt bình thường, chứ không để cho dân chúng mất công ăn việc làm, không để làm cản trở việc sống, cuộc sống của dân chúng. Đó là họ đang làm bây giờ, thì họ thu lại, họ để một số người đóng chốt ở đó, và khi cần thì dân chúng ùa xuống, và họ tổ chức vào buổi chiều, tức là sau khi đi làm về dân chúng để xuống đường được. Cho nên đây là cái ngọn lửa thắp sáng ngoài hoài, và tôi nghĩ rằng họ sẽ thành công, và bắt buộc Hồng Kông phải, chính quyền Hồng Kông phải thương thuyết với họ và đi nhượng bộ. Rõ ràng là, nhưng mà thương thuyết ở Hồng Kông không ăn thua gì cả. Vấn đề đặt ra là Bắc Kinh phải hiểu rằng đây là một vấn đề không thể giải quyết bằng cách đem súng ống, súng đạn hay là đem khủng bố ra khủng bố ta được. Dạ, bởi vì cái giải pháp quân sự hay là sức mạnh của vũ khí không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, mà nó còn đòi hỏi nhiều cái lĩnh vực khác. Bởi vì ở đây đó, những giới sinh viên của Hồng Kông họ có tài tổ chức, họ chẳng những thu hút được những người cư dân ở địa phương, mà hiện nay họ thu hút nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, nhiều chính phủ. Riêng ở tại Việt Nam thì có những cái cuộc biểu tình đã được tổ chức, nhưng mà cái sự thu hút chưa phải là một cái sức hút mãnh liệt lắm, bởi vì cái cách mà chúng ta loan tải, cái cách mà chúng ta tổ chức. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là qua cái cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông, chúng ta học hỏi rất là nhiều, chứ không phải riêng gì tuổi trẻ. Dạ vâng, người lớn cũng phải học. Và người lớn bây giờ cũng phải học nhiều cái chuyện này. Họ đến độ khôn ngoan, đến tinh tế mà họ làm việc mà không để cho người ta làm bể cái gọi là cái cuộc vận động bất bạo động của người ta. Khó khăn nhất là cuộc tranh đấu bất bạo động mà để người khác làm cho nó thành bạo động. Và Hồng Kông bây giờ họ làm cách rất khéo léo, họ không hận thù, hận thù. Nếu trong lòng hận thù thì chắc chắn là có bạo động. Trong lòng không hận thù, chúng tôi đòi những cái gì chúng tôi có và được quyền phải đòi, cái quyền của tôi phải có. Cho nên không hận thù, không ghét, ghen ghét, không oán hận, không thì mới trở thành một cái cuộc đấu tranh. Tôi gọi là bây giờ phải nói rằng cuộc đấu tranh của sinh viên ở Hồng Kông bây giờ nó thành cuộc chiến tranh thần thánh, giống như ngày xưa ngày Gandhi đã đấu tranh tại Ấn Độ. Cuộc cách mạng dù, và họ nắm vững những cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động, cho nên họ luôn luôn chủ động tránh những cái bạo động, dù là từ bản thân họ hay là do những người khác tạo ra. Thì trước cái cuộc đấu tranh này, Hòa Thượng Thích Viên Đình, Viện trưởng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có lời kêu gọi các tổ chức cố gắng hỗ trợ để tránh một cái tình trạng thiên an buồn thứ hai xảy ra tại Hồng Kông. Thì thưa giáo sư, riêng đối với cái tổ chức ISIS hiện nay đó, thì nhiều cơ quan truyền thông cho rằng đó là một cái sự đe dọa trực tiếp đối với khối NATO. Thì giáo sư có nghĩ rằng là Hoa Kỳ cũng như là những tổ chức như Liên Hợp Quốc sẽ có những cái giải pháp tốt để mà chấm dứt cái tình trạng khủng bố của cái nhóm tôi ISIS? Tôi tin rằng không làm nổi. Bởi vì bây giờ đó, hiện tại cái nhóm ISIS đó, nó đã trở thành một cái khủng bố, không phải là vấn đề trừ ở Trung Đông mà thôi, mà các cái người mà sống ở các nước có cái mức sống cao đó,
những thanh niên ở đây họ cũng đi đấu tranh, họ vì một cái gì ẩn nức trong lòng hay vì một cái gì đó họ đi vào cái đó. Những người như vậy thành ra vấn đề khó khăn cho các nước Âu Châu, nhưng mà trực tiếp là vấn đề Hoa Kỳ họ đẩy vào cái thế để cho các nước Trung Đông phải tự giải quyết lấy. Và quan trọng bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận, có ngồi hội họp nhưng không ký vào cái thông cáo là cùng hòa hoạt động chung, cho nên là Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ nhận cái hậu quả rất nguy hiểm, là cái thành phố nó gần bên giáp bên Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công và hàng vạn hàng trăm ngàn người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ cái thành phố đó nếu mà dùng máy bay không kích trên thì không chắc có cứu vãn được không, phải có bộ binh, mà có binh thì Mỹ chắc chắn đem vào. Mỹ chỉ ở Iraq và Iraq đang ấy, còn ở trên lãnh thổ của CIA đó, là Mỹ không can thiệp vào bằng bộ binh. Thì giờ cái người mà cái nước phải can thiệp là Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không làm việc thì chắc chắn là cái thị trấn mà bây giờ tụi CIA, tức là quá khích, họ bao vây có thể một ngày nào đó sẽ biến mất. Và biến mất thì cái chiến tranh nó giáp ngay sát tách Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một điều mà Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn. Dạ, cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị hoan hỷ tiếp tục theo dõi. Dạ. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa giáo sư, hiện nay có một cái tin mà rất nhiều giới quân sự và chính trị hướng đến, đó là chính phủ Hoa Kỳ đã tháo gỡ một phần về lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là cái bước ngoặt mở ra một cái giai đoạn mới về vấn đề hợp tác song phương giữa cái quan hệ gần trên 20 năm của Hoa Kỳ và Việt Nam. Mà cụ thể là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói đến cái việc bán những cái thiết bị quốc phòng hàng hải để giúp cho Việt Nam củng cố khả năng bảo vệ bờ biển của mình. Và đây cũng là một cái chiến lược lâu dài nhằm bảo vệ những cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ như là một số các quốc gia đồng minh tại Á Châu. Thì giáo sư có nghĩ rằng là trong tương lai Hoa Kỳ không chỉ mở một phần mà mở toàn phần để có thể tạo một cái sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm chặn đứng cái chính sách hán hóa của Trung Cộng hiện nay hay không? Họ sẽ đi tiến từ từ từ. Yeah. Còn mở toàn phần hay không mở, chưa mở toàn phần thì đây là bước đầu. Yeah. Bước đầu và bán võ khí, bán những gọi là tàu máy bay mà trinh thám, trò thám đó, và có cả những khí giới sát thương nữa. Yeah. Và tất cả như vậy họ đã bắt từng một bước đầu và không để cho quốc hội để có cái cớ là cấm. Cho nên là cái quan trọng là để bảo vệ phần duyên hải Việt Nam. Và bảo vệ phần duyên hải Việt Nam tức là bảo vệ cái quyền lợi của Hoa Kỳ tự do lưu thông trên biển. Đó là một điều mà chúng ta thấy là Hoa Kỳ họ có quyền lợi của họ để mà họ phải làm công việc mà giảm bớt cái việc và cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam. Thì nhưng mà đây vấn đề đặt ra là còn tùy của Việt Nam. Họ tùy Cộng sản Việt Nam, họ bước đến đâu thì Hoa Kỳ mở tới đó. Không thể bắt Hoa Kỳ mở rộng ngay mà nếu Việt Cộng không mở rộng. Bởi vì đích thực ra nó còn kẹt vấn đề nhân quyền. Vì nhân quyền là vấn đề quan trọng đối với Quốc hội Mỹ. Mà Quốc hội Mỹ từ giờ cho đến tháng 11 là có bầu cử. Thành ra họ cũng chưa làm gì được cả. Thì trong cái phạm vi của chính phủ có thể cho nới giảm nhẹ cái phần cấm vận võ khí. Và đến vấn quan trọng hơn hết bây giờ đặt ra là người ta đang đặt ra vấn đề bây giờ cái cuộc cấm vận võ mở vô ra này đó, hình như là Đảng Cộng sản nó đang thu lấy quyền hành ngoại giao từ tay những ông thủ tướng hay ông chủ tịch nước. Nếu mà đây là một việc chuyển biến của cái Đảng Cộng sản Việt Nam tự động chủ động làm việc đó thì chuyện không đáng nói. Nhưng đây, nếu mà đây là do sự cố vấn của Trung Cộng để Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc này, là vấn đề rất quan trọng đặt ra trong tương lai. Bởi vì nếu mà làm việc này do Đảng Cộng sản nghe lệnh Trung Cộng, có nghĩa là loại trừ tất cả những phe cánh
mà từ xưa nay gọi là thân Mỹ hay đi Mỹ hay bang giao Mỹ, đó là một điều chúng ta thấy rằng vấn đề Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là cả vấn đề. Nếu mà nằm ở trong kế hoạch của Trung Cộng, tức là gì? Tức là anh cứ việc bán vũ khí sát thương cho Việt Cộng, nhưng mà Việt Cộng vẫn nằm dưới sự điều khiển của Trung Cộng. Thứ nhất, thì anh không dở trò gì được. Thứ hai, là nếu mà Mỹ bỏ cấm vận rồi đi cho Việt Cộng ký cái đối tác xuyên Thái Bình Dương, thì những công việc của đối tác xuyên Thái Bình Dương đó, người Trung Hoa và Việt Nam sẽ hợp tác với nhau để tạo những công ty mà tư doanh giữa Hoa và Việt để làm ăn ở trong cái đối tác xuyên Thái Bình Dương. Cái việc đó tức là không cấm người ta được. Cho nên rằng vấn đề đặt ra là cái kế hoạch của Mỹ ở Việt Nam sẽ bị Trung Cộng phá hoại từng bước một. Khi Mỹ bước đến bước nào được thì Trung Cộng phá được bước đó, cho người vào kèm phá bước đó. Cho nên là nếu cái cuộc gọi là một cái cuộc mà thỏa hiệp với Mỹ trong việc bán vũ khí sát thương này là tự Việt Cộng chủ động làm việc này, tức là Đảng Cộng sản chủ động làm việc này, để loại trừ nhau thì không cần biết, nhưng mà chủ động làm việc này thì nó có một chuyện khác. Nếu mà do Trung Cộng mà chỉ đạo thì nó lại có chuyện khác. Đó là vấn đề đặt ra rất nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ đủ sức để mà nhìn thấu vấn đề nào là vấn đề mà do Trung Cộng kế hoạch, vấn đề nào vấn đề tự do của tự động của cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ làm. Và Đảng Cộng sản Việt Nam làm tức là gì? Họ loại những một số người nào đi. Cho nên vấn đề đặt ra là họ phải loại trừ nhau ở trong nội bộ Cộng sản. Nếu loại trừ nhau với cái tính cách mà chủ động của người Việt Nam với người Việt Nam thì không nói chuyện gì. Nếu là một cái mà kế hoạch của Trung Cộng thì đó là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì lâu nay thì Việt Cộng vẫn giữ cái vai trò như là một người học trò trung thành của Trung Cộng. Họ khuôn rập những cái chính sách 5 năm, 10 năm, kể cả cái chính sách về nhân sự của Trung Cộng. Do vậy mà chúng tôi cũng không tin nữa là sẽ có những cái bước đổi mới trong những cái ngày tháng sắp đến, bởi vì nội bộ của họ còn có nhiều lũng củng, chính cái sự lũng củng nội bộ mà họ không thể đi xa hơn được. Nhưng mà riêng Hoa Kỳ thì họ đã bước đến một cái bước tiến mới trong cái quan hệ đối tác quốc phòng. Và cái điều này, một số giới chức của Hoa Kỳ đã nói rằng là nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là để thừa nhận những cải thiện về nhân quyền, bởi vì họ đã trả 11 cái nhân vật bất đồng chính quyền trong năm nay, và họ cũng đã cho thấy họ có những cái chính sách cởi mở, tôn trọng nhân quyền, v.v. Thì đó là cái điều mà một số giới chức của Hoa Kỳ đã tuyên bố. Nhưng mà cái nhận định của giáo sư thì thực tế về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam như thế nào? Bởi vì nếu mà làm nằm ở trong của Trung Cộng thì như ngày xưa khi được vào WTO rồi đó thì nông nước mạnh lại bắt người một cách thoải mái thôi. Thả bây giờ để bắt sau này. Tức là nếu mà trong của Trung Cộng thì bây giờ là Nguyễn Phú Trọng thoại với Mỹ, chết tất cả thỏa hiệp để thả tù nhân chị. Nhưng mà sau khi thỏa nhân chị vào được WTO rồi ấy, ngày xưa thì bây giờ vào được cái chuyên Thái Bình Dương rồi ấy, lại bắt trở lại. Nếu mà đến kế hoạch Trung Cộng là như vậy, thành ra vấn đề đặt ra là phải dứt khoát rằng đây là vấn đề không có bàn tay Trung Cộng nhúng vô thì mới có thể Mỹ mới có thể làm việc được. Cho nếu không á thì đây là vấn đề mà đánh cuội với nhau và thì là một cái ván bài mà Trung Cộng và Mỹ đang chơi game ở trên cái lãnh hải Việt Nam mà thôi. Rõ ràng là Việt Nam, hay là nói cụ thể, những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thua xa những cái nhà lãnh đạo của Miến Điện. Miến Điện vừa tuyên bố là họ sẽ thả cho hơn 3.000 tù nhân vào tháng 11 này. Và họ nói rằng là họ sẽ thực hiện cái điều đó trước lễ trăng rằm cầu nguyện cho sự thịnh vượng tại quốc gia mà phần lớn dân chúng là tín đồ của Phật giáo. Rõ ràng là dưới một cái chế độ quân Việt có nhiều cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên gần đây chỉ một thời gian rất ngắn thì Miến Điện đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Như vậy thì chứng tỏ là cái chất xám của những nhà lãnh đạo chính trị nó đi xa hơn là chất xám của những cái nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rất là nhiều. Bởi vì cái trên cái người mà gọi là từ quân Việt bước sang dân chủ đó, hay bước từ sang tự do thì nó chủ động. Nó không có cái trên đầu nó ai cả, nhưng mà cái anh Cộng sản Việt Nam á luôn luôn có ông thầy, ông thầy tàu với ông thầy Trung Cộng nằm trên đầu. Cho nên cái đầu anh không có, cái óc bộ không có, không suy nghĩ. Cho nên cái dịp mà bây giờ thì ông Obama phải ông sắp sang bên Miến Điện để dự hội nghị của các nước Á Châu Thái Bình Dương. tức là dự hội nghị ASEAN đó, cả thượng đẳng ASEAN thì ông ấy sang đó thì bắt buộc là thấy rằng bây giờ không thể, không lẽ bây giờ có cái món quà nào cho ông thả hết tù nhân chính trị để cho ông Obama thoải mái, để Quốc hội Hoa Kỳ không lên tiếng ủng hộ nhì nhằng nói là ông ủng hộ những người mà phản bội nhân quyền đó. Thì vấn đề đặt ra là họ có chủ động họ làm việc này. Cho Việt Nam không có chủ động. Tôi nghĩ nếu dịp này mà khi mà hạ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam thì đáng lẽ là phải thả hết tù nhân chính trị. Không giữ làm gì, bởi vì không vấn đề đặt ra không có sợ gì nguy hiểm là đảo chính nhân nội bộ hay làm một cuộc đảo chính hay cách mạng gì ở Việt Nam hết. Bởi vì khi Mỹ đã bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, tức là chấp nhận Việt Nam ở trong kế hoạch họ là nghĩa là về hợp tác quân sự thì không cách gì ai đảo chính được. Thành ra vấn đề đặt ra là không ai sợ đảo chính hết, chỉ sợ rằng chính các anh tự giết các anh thôi. Vấn đề đặt ra bên Miến Điện họ chủ động, còn bên Việt Nam bây giờ là chưa có chủ động, vẫn phải dựa vào Trung Cộng. Trung Cộng bảo sao làm vậy. Cho nên tôi rất nghi ngờ cái vụ mà ký kết Mỹ cho bán vũ khí không với sát thương cho Việt Nam. Cho nên vấn đề đặt ra là nếu cái về Trung Cộng thì đây là vấn đề Hoa Kỳ phải có vấn đề, phải nhìn thấy vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Hy vọng là họ sử dụng cái vũ khí sát thương để mà chống lại ngoại xâm, chứ đừng sử dụng cái vũ khí sát thương đó để tàn hại dân chúng Việt Nam. Đó là vấn đề. Vấn đề. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Dạ. 73 đường Bloor, Toronto để ghi lại buổi phóng sự của đêm dạ tiệc gây quỹ yểm trợ thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa do nhóm Hoa Tình Thương Toronto tổ chức. Đức Quang xin kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Tình chiến hữu giữa những người lính Việt Nam Cộng Hòa qua bao thời gian, dù không còn kề vai sát cánh nơi chiến trường, nhưng vẫn không bao giờ mờ nhạt trong tâm trí những người đã từng cùng sinh ra tử với nhau, đặc biệt đối với những thương phế binh còn sót lại Việt Nam. Hàng năm, các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn bằng cách này hay cách khác đóng góp để chia sẻ nỗi mất mát và xoa dịu cuộc sống với hoàn cảnh bi đát cho những đồng đội cũ. Trong tinh thần đó, vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 10, lúc 7 giờ tối tại hội trường Little Anne Banquet Hall, tọa lạc ở 1573 đường Bloor, thành phố Toronto, nhóm Hoa Tình Thương với tình huynh đệ chị Bình cùng hướng về anh em đồng ngũ ngày xưa, chung một chiến hào, đã tổ chức đêm gây quỹ với chủ đề Cảm ơn anh, người thương phế binh. Khoảng 500 quan khách đã hiện diện để đồng hành cùng ban tổ chức, góp một bàn tay vào việc yểm trợ cho những người lính ngày xưa giờ không còn khả năng để mưu sinh, cải thiện phần nào cho cuộc sống tàn phế của người thương phế binh. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Sau nghi thức chào cờ và tưởng niệm, trong bài phát biểu mở đầu, dược sĩ Võ Thanh Tân, đại diện nhóm, sau khi kể lại lịch sử hình thành và quá trình hoạt động, đã ngỏ lời cảm tạ quan khách, thân hữu đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ,
Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh sự tri ân những mạnh thường quân đã giúp đỡ, ủng hộ tài chính cho nhóm Hoa Tình Thương trong suốt những năm qua. Dạ, thưa kính chào quý vị, chúng tôi là Phùng Quang Tuấn. Chúng tôi có góp một phần nhỏ trong cái việc dẫn dắt chương trình ngày hôm nay. Chứ xin lỗi, chúng tôi không phải là MC chính, dạ, có nhiều người làm, thì chúng tôi cũng làm một phần thôi. Xin anh Tuấn cho biết cảm nghĩ của anh về cái việc làm của ban tổ chức cho cái buổi tiệc yểm trợ ngày hôm nay. Tôi thấy là cái việc mà ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, dù trực tiếp hay gián tiếp, là chúng ta cũng đã nhờ vào những cái sự hy sinh của các anh chị em quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, mà rồi qua cái chiến đấu để mà cho tự do và an ninh của đồng bào tại đất nước ta hồi trước, thì nhiều anh chị em, một số anh em, số lớn anh em đã trở thành thương phế binh, và giờ này thì bị thiếu thốn nhiều, cho nên cái việc làm giúp đỡ các thương phế binh thì tôi thấy tôi có bổn phận phải góp một phần. Một cách khái quát và sơ lược, anh Tuấn có thể vẽ lên cho khán thính giả thấy về cái hình ảnh của người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Tới cái hình ảnh mà tôi biết chắc rằng quý vị cũng đều đã biết là cái hình ảnh của những người bị bỏ quên, bị bạc đãi, hiện tại còn lê lết ở bên quê nhà, sống một cái cuộc đời rất là thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì thế nếu chúng ta có đóng góp được một phần nào giúp đỡ cho các anh chị em, các anh em thương phế binh ở bên quê nhà hiện nay, thì tôi nghĩ rằng đó là một điều nên làm. Có người cho rằng cái tình cảm mà hiện giờ chúng ta phải dành cho họ là một món nợ ân tình. Dạ, tôi rất đồng ý với cái suy nghĩ đó. Cá nhân tôi cũng nghĩ là tôi có một cái ơn đối với các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hiện giờ đang thiếu thốn và bị bỏ quên tại bên quê nhà. Chính nhờ cái sự hy sinh của các anh mà chúng ta ngày hôm nay có mặt được ở bên này, là một cái quốc gia tự do và đầy đủ như thế này. Trước mặt chúng tôi là nhà thơ nhạc sĩ Du Ca Phan Nghi Tấn. Xin kính chào anh Tấn. Xin kính chào anh Đức và chào đài SPTN. Thì năm nào tôi cũng góp mặt để mà trình diễn một bài hát do mình sáng tác. Có thể là phổ từ thơ của những người khác hoặc là do chính mình. Thương phế binh nói chung là những người kém may mắn trong chiến tranh. Thì chiến tranh Việt Nam sau 30 năm tương tàn, thì thương phế binh ở Việt Nam đang trở thành một cái vấn nạn đối với, không phải là đối với đất nước ở Việt Nam, mà đối với những người đang tị nạn ở hải ngoại. Thì mỗi năm chúng tôi đều cố gắng, với bất cứ giá nào, đều cố gắng gây quỹ cho thương phế binh để mà giúp họ sống qua ngày trong những cơn khốn khó sau chiến tranh. Tiếp theo đó, ban tổ chức đã trình chiếu những hình ảnh thương tâm của những người từng chiến đấu để bảo vệ cho tự do, cho miền Nam hiện nay đang phải sống cuộc đời tàn phế. Những đoạn phim này do nhóm Hoa Tình Thương miền Nam ở trong nước thực hiện. Chúng tôi nhận thấy có nhiều đại diện hoài đoàn đến tham dự, và đặc biệt là sự xuất hiện của nhà báo Đặng Chí Hùng.
Sau đây là lời phát biểu của ông với phóng viên SBTN. Xin thưa với lại toàn bộ quý thính giả, tôi là Đặng Chí Hùng. Tên thật tôi là Phạm Mạnh Hùng, Đặng Chí Hùng là bút danh của tôi. Thì tôi cũng vừa đến Canada được hôm nay là còn kém 5 ngày, là tròn 1 tháng để định cư. Bởi vì tôi là một người tị nạn chính trị và thực sự là tôi rất là hạnh phúc hôm nay có mặt tại đây để được tham dự cái buổi đại nhạc hội gây quỹ ủng hộ cho các chú thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh. Xin anh cho biết cảm nghĩ của anh về cụm từ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý thính giả, phải nói rõ một điều như thế này. Gia đình tôi không có một người nào bên phía Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình tôi có 3 người liệt sĩ bên phía Cộng sản. Và cho đến ngày hôm nay, họ vẫn mất tích và không tìm được xác. Nhưng đối với tôi, chuyện đó là chuyện quá khứ của chiến tranh. Và đối với tôi, thì cái từ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa là một từ rất thiêng liêng. Bởi những người thương phế binh cộng Việt Nam Cộng Hòa cũng giống như những người liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã nằm xuống vì cái gì? Vì cái chính nghĩa quốc gia, vì chính nghĩa dân tộc và đặc biệt là vì tự do cho quê hương. Đó là những người tôi trân trọng. Không phải tôi đứng ở đây mà tôi nói điều này. Ngay ở trong nước tôi có một số liên hệ với một số chú thương binh Việt Nam Cộng Hòa và tôi đã từng viết những bài để ca ngợi họ vì họ thực sự là những người anh hùng. Theo ý kiến cá nhân của anh Hùng thì bổn phận của chúng ta nên làm gì cho những cái số phận nghiệt ngã này? Thưa quý thính giả, thì theo tôi, điều đầu tiên chúng ta bằng hành động nhỏ nhất đó là chúng ta tiến hành cái việc động viên về mặt tinh thần. Cái thứ hai là chúng ta có thể nhân rộng cái mô hình để quyên góp, để cùng đồng bào giúp cho các chú thương binh Việt Nam Cộng Hòa bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhưng một điều xa hơn nữa là chúng ta cố gắng đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam. Nếu Việt Nam có tự do dân chủ thì những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trả lại chính nghĩa những gì họ đã hy sinh và họ sẽ được đối xử tốt hơn trong một cái chế độ tốt hơn. Theo tôi là phải như thế. Chúng ta nên làm 3 việc. Trong phần văn nghệ, nữ ca sĩ Nguyệt Ánh đã nhắc nhở nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Việt Dũng và khóc nức nở trên sân khấu. Cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu chết cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan lương quan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trông vinh quang, đền công lao bao sự hùng anh, đứng lên bên nhau và cùng sắp bay bên nhau, thề quyền với vung tay cao, quyết đấu chết để khi nào đạt thành máu ước, vẫn nước trong tay ta là quyền của quân dân. Trước mặt chúng tôi là anh Phạm Vũ Hoàng, tổng thư ký của nhóm Hoa Tình Thương Toronto. Xin kính chào anh Hoàng. Kính thưa anh Vũ Hoàng, xin cho biết cái mục đích của cái buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Mục đích của anh em của chúng tôi làm mỗi một năm một lần là để gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sống tại Việt Nam, những người bị thương tật, những người mà không còn ai lo hoặc là những người sống trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Được biết năm nay là lần thứ 15. Nhóm Hoa Tình Thương Toronto đã tổ chức liên tục. Vậy lần này có cái gì đặc biệt khác hơn so với 14 lần trước không thưa anh? Thực ra thì cái mục đích tổ chức á, thì cái đặc biệt á, là giúp cho những người thương binh Việt Nam. Mỗi một năm làm thì giống nhau. Riêng năm nay thì chúng tôi có thêm được sự đóng góp của ca sĩ Đan Nguyên và có thêm một chị Nguyệt Ánh nữa là một ca sĩ đấu tranh. Chị đã viết những bài hát như là Em Vẫn Mơ Một Ngày Về Đại Khái như thế. Thì tôi hy vọng là năm nay đồng bào sẽ đến rất là đông đảo và làm cho cái phong trào của chúng tôi một ngày để thêm một quy mô hơn. Đó, chúng tôi có hy vọng là như thế. Dạ. Trên tay anh là đặc sản của Hoa Tình Thương. Xin anh Tân có thể nói sơ về cái đặc sản này. Đặc sản Hoa Tình Thương như quý vị nhìn thấy ở đây đó là do sự làm việc của anh em chúng tôi thôi. Thực ra những bài vở trên đây thì không có gì gọi là phong phú cho lắm. Chúng tôi chỉ lợi dụng cái đặc sản này một vài năm một lần để báo cáo lại cho tất cả những quý vị mạnh thường quân, những người đã đóng góp, những người đã gây quỹ cho chúng tôi. Để qua những cái quá trình làm việc ở trong này, thí dụ như là cái cách mà xét đơn để mà giúp đỡ cho các thương binh ở Việt Nam, thí dụ trong này á có cần có những cái chứng từ đính kèm hoặc là có những hình ảnh giống như thế hình ảnh này, thì trên đây quý vị cũng nhìn thấy là có một cái số tên của thương binh cũng như là ngày nhận tiền thương tật như thế nào, thì để chứng minh, một là để chứng minh công việc làm của chúng tôi cho quý vị biết mà thôi. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương,
Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mãi tranh nghèo bắc gian vượt núi rừng ra Trường Sơn. Kính thưa quý vị, trước mặt chúng ta là nhà thơ Hoàng Xuân Sơn từ Montreal, Quebec. Chúng tôi từ Montreal xuống là bạn lâu năm của người trưởng nhóm Hoa Tình Thương, đây là anh Dược sĩ Võ Thành Tân. Thì hầu như năm nào cái dịp mà tổ chức để gây quỹ cho thương phế binh chúng tôi đều có mặt. Thành thử rất là phấn khởi để chờ đợi cái giây phút mà xuống đóng góp chút gì cho những người thương phế binh còn ở quê nhà. Tôi có đọc số tài liệu và thông qua những hình ảnh mà nhóm Hoa Tình Thương cung cấp thì thấy thật tội nghiệp. Cái đời sống trước để hy sinh xương máu cho để bảo vệ đất nước quê hương, rồi cuối cùng tàn tạ, không có ai đòi hỏi, chính quyền cũ thì làm lơ đi, nhiều khi còn đầy ải cái này nọ, thành cuộc sống rất là cơ cực. Thưa anh, là cái sự đóng góp thì vô cùng tận, có thể chúng ta bắt đầu từ một cái cuộc đóng góp nhỏ nhoi, nhưng mà từ dân già góp gió thành bão, và tất cả mọi người nếu cùng tham gia bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu thì có thể thành phong trào hiểm trở rất lớn cho tất cả thương phế binh ở quê nhà. Tôi tên là Tuyết Lê và tôi đến từ thành phố Toronto. Xin chị cho biết cảm nghĩ của chị và lý do đến để dự buổi tiệc ngày hôm nay. Cái cảm nghĩ của tôi khi mà tôi dự cái buổi tiệc này thì mỗi năm tôi cũng đến dự buổi tiệc này. Cái cảm nghĩ của tôi là tôi không về được Việt Nam để mà tôi giúp những người thương phế binh, nhưng mà cái việc này là cái việc ít nhất mà tôi có thể làm được để mà cống hiến, gọi là góp một bàn tay để mà giúp cho những anh thương phế binh ở Việt Nam. Và tôi rất là hãnh diện là những người đó đã hy sinh một phần nào của cơ thể để mà chúng tôi có được cái sự bình an của ngày hôm nay. Thì đó là cái sự cảm ơn của tôi đến với tất cả những anh thương phế binh còn lại ở Việt Nam. Chị Diễm Hương đã tham dự nhiều cái chương trình có tính cách từ thiện tại thành phố, thì cái điểm đặc biệt nhất của cái đêm hôm nay là gì thưa chị? Hôm nay đó thì là một kỷ niệm 15 năm của Hội Hoa Tình Thương. Hoa Tình Thương đặc biệt một cái đó là những số tiền quyên góp được cho hôm nay là để dành cho tất cả những người thương phế binh mà của Việt Nam Cộng Hòa mà đã còn hy sinh cuộc sống cho tất cả chúng ta, những người đã may mắn được đến xứ tự do, nhưng mà những anh em đó, những người chiến sĩ đó đã mất một phần thân thể và họ vẫn còn kẹt lại ở bên Việt Nam mà họ không có được công nhận một sự trợ cấp nào của chính phủ, cho nên nửa đời còn lại của họ sống trong cái cảnh rất là nghèo đói và bệnh tật. Cho nên những người ở bên đây do những dược sĩ Võ Thành Tân đã miệt mài trong vòng 15 năm quyên góp những cái số tiền để gửi về cho những người thương phế binh đó. Nhưng mà có điều là mình có góp bao nhiêu cũng không có đủ, cho nên mỗi năm chúng ta đều phải góp một bàn tay và hy vọng là có thể giống như chia sẻ một chút xíu tình thương của mình
đối với và xoa dịu cái nỗi đau để cho những anh em thương phế binh đó vẫn nghĩ là chúng ta vẫn còn nhớ đến công ơn của họ, những người mà đã hy sinh cho tự do và dân chủ. Tôi là Nguyễn Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội Toronto. Thưa anh, thưa khán thính giả, thật ra tôi là cựu quân nhân. Trong cái tinh thần mà anh em thương phế binh thì nhiều năm chúng tôi làm trong hội cựu quân nhân, chúng tôi cũng cố gắng phối hợp cùng với lại Qua Tình Thương này để gây quỹ cho anh em trong rất nhiều năm qua. Mà cái rất may mắn là cái Qua Tình Thương đã, anh em đã tiếp tục làm, năm nay là năm thứ 15, tức là 15 năm anh em tiếp tục làm việc để giúp đỡ anh em thương binh trong nước ngày càng là nhu cầu càng lớn hơn, vì anh em trong nước lúc này lớn tuổi và bệnh hoạn rất nhiều, cần sự yểm trợ đó. Thành ra do đó mà hôm nay chúng tôi đến đây, thì trong tư cách là cựu quân nhân thì chúng tôi luôn luôn là sẵn sàng yểm trợ. Như hôm nay tôi cũng có một số anh em tới đây để yểm trợ cái bữa tiệc hôm nay. Đây là cái tinh thần trách nhiệm chung, nói chung và riêng anh em cựu quân nhân chúng tôi là phải có tinh thần này hơn ai hết. Rất cảm ơn anh Tấn. Xin anh Tấn cho biết sơ qua về cái sinh hoạt chính trị cũng như hội đoàn ở Toronto. Và thưa anh, thưa khán thính giả tại SBTN, nói về cái tình hình sinh hoạt chính trị của cộng đồng Toronto thì thật ra là lúc này là có nhiều sinh hoạt, rất là nhiều sinh hoạt trong cộng đồng. Phải nói là cái cộng đồng người Việt Toronto càng ngày càng lớn mạnh trong vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề chính trị, nhất là vấn đề tranh đấu để cho đất nước được tự do, dân chủ trong tương lai. Thì trong sinh hoạt đó rất nhiều, như chúng tôi cũng xin giới thiệu ở đây, hôm nay là cái ngày 18 tây tháng 10 sắp tới đây, chúng tôi có tổ chức cho ông John Tory. John Tory là ứng cử viên của thị trưởng Toronto sắp tới, ngày 18 tây tháng 10 này ông đến gặp gỡ cộng đồng. Anh em chúng tôi trong cái tạo cái tinh thần là cộng đồng với lại chính quyền thành phố, thành ra chúng tôi đã có một cái bữa tiệc để cho ông đến nói chuyện về đường lối nếu mà ông đắc cử thị trưởng. Thứ hai nữa là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải sẽ đến nói chuyện về cái đề tài mà quyền lợi và bổn phận công dân, bầu cử và ứng cử. Đúng ra là ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải muốn khuyến khích, muốn kêu gọi đồng bào phải sử dụng cái quyền bầu cử, ứng cử của mình để nhập vào dòng chính của Canada này. Thứ ba nữa là chúng ta trong chính trị thì chúng ta có nhà dân chủ Đặng Chí Hùng cũng mới vừa từ Thái Lan qua đến cộng đồng Toronto, mà anh em hổm rày cũng đang lo lắng cho Đặng Chí Hùng. Hôm nay thì tương đối là đã sắp xếp đầy đủ hết. Anh Đặng Chí Hùng đến đây với tư cách là tị nạn chính trị được chính phủ Canada bảo trợ. Thì trong thời gian 2 tuần qua thì chính phủ đã cung cấp đầy đủ hết cho Đặng Chí Hùng, từ nhà ở, thuốc men, là ô hiếp này kia, tất cả đã đầy đủ hết rồi. Thì Đặng Chí Hùng coi như là hiện giờ đang sinh hoạt cái cộng đồng. Và ngày 18 tháng 10 này anh Đặng Chí Hùng sẽ ra mắt cộng đồng và cảm ơn đồng bào và các hội đoàn của Canada đã ủng hộ ảnh trong thời gian qua. Sài Gòn. Dạ vụ kỷ niệm 15 năm hoạt động đã kết thúc đêm gây quỹ cứu trợ thường niên vào lúc 12:30 sáng cùng ngày trong bầu không khí ấm cúng với niềm vui bác ái.